Hạt gì? Dưa. Trồng một cái tàu đi. Đi chưa? Bạn nhổ bạn đưa cho mấy cái hạt đậu đó. Để cắm. Tôi phá ngoài trời gà nó cành hết rồi. Để cho leo lên. Mà gà cành hết. Đây quần của nó cũng bùi nhớ. Nếu không còn thỏa đào kêu uống cho mô nó mặn một đống. Kêu. Mà lá còn ăn ngon. Lại nó muối nha. Muối mà có rau, muối là... Nó mới bắp cải ăn được. Bắp cải là... Tao còn cái bắp cải tao mới mua hôm qua. Gốc một cần á, muối nguồn lắm. Hả? Ôi, chuyện nhỏ chá có nó gọi chứ chợ chứ mình thích quyền mua ở nhà mồ mồ như làn. Không có cơ, không có con lan lũng gì hết. Đây không thấy bán cái gốc đồ cần trên tê em mua hai chung viện á. Các cái gốc hoặc là dầu cần trắng trắng bán chứ mua ra mùi rồi Duy ơi, thơm quá rồi. Mua hành, mua kiều cái này, mua lấy viên muối ăn ngon lắm. Nhà làng cái tàu kiều ăn xung quanh bờ sông á. Của hay là bị hai cuối là hả? Đổ lắm rồi. Ba kia của bà là chưa giò má. Ăn thật thật nguồn mà. Còn gì á? Ôi trời. Bữa mô ta đi Hà Nội tao phải hẹn cái mũi quân tên mặn cho cái giò má đi. Nguồn nó mặn nguồn lắm. Tôi tương bán. Ăn gì đi? Chờ mỏ. Chờ mỏ. Chào thích ăn cái chỗ hổ lốm đó. Ừ, đứa cái chỗ hổ lốm đó, tai thủ đó, ăn sật 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 đó. Một nghĩ nét thuyết trời ơi. Chiều lại vô chợ kiếm mà nít. Canh chi á, cu hay ốc hay hết. Canh canh rau bầu. Từ từ cái múc mẹ đã về đâu mà múc. Thì tự ăn một mình ăn đuối thì ăn trước tiên bát rồi đợi lấy cho bố mẹ về ăn sau. Đuối chưa? Trời là đuối lắm rồi. Mà thôi giờ học sinh đi học văn đó. Đuối đuối hấp thì sớm được không? Cái gì? Duy. Dạ. Đi học quanh ngày quán không? Không. Qua mẹ mới để răng lên là mèo công mất nhiều con gì. Chuyện mua má. Hạt đấy. Luộc là đến công mất à? Ai đi chăm chăm nha bạn. Tôi còn cháo mà còn có đụng đến cái gì đâu mà. Thơm không? Thế là tôi đã không thấy cái nhau. Tôi ăn cái nhau chứ dù nhau. Mà em quên bỏ mắm rồi. Mèo mây mèo lắm. Có tí chấm thì chị không? Lặn hết. Lặn hết. Cả cái xương quầy như cả cái bụng. Vì đi đi quên là đến chân gạo biết. Sống hay luộc đâu? Luộc. Luộc rồi cho cái thằng đi như này ăn. Cũng có gì dạy ăn mô. Chiều mai đó chú ơi. Ăn bơ ăn vấn. Giờ lại đi xuống nổ đi. Nổ nhờ là tiếng khanh thì chúng ta quay hết nó. Tao mới tay tí mỏm mà. À đúng rồi. Chiều xuống dưới bơ. Được. Ừ. Đấy là con lòng bàn để đứa mà con dễ con nặng mèo. Mèo đang lục cái này. Mèo. Ừ. Anh mô đi trước thì là mành trước. Em mô đi trước thì ngồi trước. Mô đi sau ngồi sau. Ừ. Tao 2 giờ, bởi như 2 giờ tao mới đi quay đấy. Để ừ. Anh đến mô đến mành 2 cái rồi thôi. 2 cái rồi. Anh giờ đến thâu giờ ngủ một tí chứ đủ mấy bữa đi tôi nhọc mười lần này cô cháu ôm cháu không ngủ được chưa cả cha đến mười
mua 10.000 hạt dưa cắm ở đây cho vô.